tải vô. Woo! Đó đó đó, nghiêng đó, nghiêng đó. Wow. Từ nhánh nhỏ 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 thả xuống nha. Thì cái nhánh này quá to đi nên không thể cắt to, không thể cắt được nhánh lớn được. Nốt luôn. Thì cắt như vậy rất là vất vả nha quý vị. Rất là khó khăn, rất là lâu luôn. Từ sớm giờ, từ hồi trưa tới giờ mà mới được có mấy nhánh này. Rất là khó. Anh phải trèo lên trèo xuống rất là cực, rất là vất vả luôn. Rồi đó, anh tụt xuống, giờ anh lấy cái cọng thứ hai anh đang trèo lên cục tiếp nữa. Rất là mệt. Khi mà ở trên cây mình phải trèo lên trèo xuống. Thì giờ chuẩn bị cắt nha quý vị. Chuẩn bị cưa nhánh đó. Thì dưới đây mấy anh em đang kéo. Rất là gió luôn. Gió rất là mạnh. Wow. Trời. Có một nhánh mục nó rớt. Xém chúng cái bông sen mà rớt xuống đất luôn, bể nát chưa. Rất là giặt luôn. Tùng đang mở dây rồi, dưới bên kia thì một anh đang xả dây xuống, thì bên đây có ba người đang ở trong gốc xài đó để kéo cái nhánh này gịch xuống. Coi chừng nó bê vô cái búp sen. Anh Tùng đang phân dây lên và sẽ dứt luôn cái nhánh này còn lại luôn. Cái này đây. Vậy là anh dứt cái này trước à? Dứt cái này trước cho nó chống rồi có thể mới có thể nhánh kia qua được cái gì. Nhánh này khá là lớn luôn. Đó, anh Tùng ở đâu mà anh tụt xuống. Khá to. Khá nặng. Rồi anh Tùng đang nghe điện thoại nhận kèo để mà cưa cây nữa nha quý vị. Thì có người đang kêu ảnh để cưa cây nữa. Bây giờ anh đang cuộc cái nhánh thứ hai, cuộc cái cọng dây thứ hai để cưa nhánh to này. Anh kéo giạt luôn. Mà mình gốc xài bên kia kìa. Đó, 3-4 người đang kéo đó quý vị. Lại tiếp tục nghe điện thoại nữa, có người điện để mà kêu cưa đi cưa nữa nha quý vị.
Ồ, ồ, có chân, có chân, có chân, có chân. Có chân trúng, có chân trúng. Nói rằng rơi vô cái trong cái kẹt đó khó là khó kéo ra như cái gì. Rồi. Ok, hạ cánh an toàn nha quý vị. Bây giờ tiếp tục anh Tùng đang chèo để chằng mấy cọng dây cuộc cái nhánh ngoài này nha quý vị. Nhánh này khá là to nữa nè. Đó, anh đang phần dây lên. Gió rất là mạnh luôn. Ở đây có khi nó gió rất mạnh, khi gió rất là yếu. Cái nhánh đó anh cột hai nhánh chung một cọng dây luôn à. Đó. Nó nhắn chung cái luôn. Thì lúc gum lại nó gum gần rồi nó bể hình quá. Bể hình rất là nhiều luôn, không được đẹp hình cho lắm. Trời bây giờ ngã về chiều nó rất là tối. Nhánh này anh chỉ cuột một cọng ở trên. Trên nhánh tươi nó có mấy nhánh khô á, ngã xuống lúc ngã xuống nó rất rất là giặt luôn, văng tùm lum hết trơn. Bầu trời trong xanh rất đẹp. Ô, trên bầu trời có một chiếc máy bay của quý vị. Đang bay mà gồm hết cỡ luôn, cho thấy máy bay luôn. Wow, rồi thấy trống trắng không à, không thấy gì hết á. Thôi nhánh này anh cuộc hai nhánh nhỏ. Chờ bây giờ đang bị ngược ánh nắng nữa rồi, chá nắng tối hù quá vậy. Cái cây nhãn là quý vị, trời ơi gió quá trời gió luôn quý vị ơi, lắc rất là lắc luôn. Thì giờ lên cây nhãn ngồi quay luôn quý vị ơi. Wow, anh lấy giờ anh đạp ra. Rồi hạ cánh an toàn. Nhánh tiếp theo. Thì
bây giờ có một miếng nhỏ đang cục một miếng nhỏ quý vị để cưa miếng nhỏ này, với một khúc lớn, khúc lớn anh không có bột nha, sẽ cưa liền xuống luôn đó, liền xuống gốc luôn. Ô hai lúa thấy cái cây này nó cưa rất là chảy, rất là nhiều mũ quý vị, mũ chảy rất nhiều luôn. Ô trời chút nữa là nó búng vô cái càm của anh rồi, quá nguy hiểm, búng ngược lên quý vị. Ồ, cái này khá lớn nha quý vị, anh cưa luôn một khúc thân rất là bự luôn. Wow, trời ơi. Wow. Vậy là còn hai nhánh lớn nữa nha quý vị, nhánh này rất là to. Rồi, nhánh này sẽ lôi đi đây sẽ cục dây gịch về bên kia nha quý vị. Rồi anh sẽ cục nhánh vào đây và gịch dây, dùng cái nhánh đó để lấy dây để mà hỗ trợ nhánh này kéo gịch đi qua. Thì nhánh này là sẽ kéo về ngược bên đây, nhánh trắng sẽ kéo ngược về bên đây. Rồi giờ anh Tùng đang bò ra chèo qua nhánh này để cục dây, rất là gió nha, nhìn thấy hiu quá quý vị ơi. Nhánh này anh dứt khá là to đây. À, giờ là anh dứt trên cái chán này, trên cái nạn trên chỗ này đây, chứ không phải dứt dưới. Hai lúa tính đâu là anh dứt luôn ở dưới chứ. Thì giờ là anh cắt ở trên, chèo cái này, anh cắt ở trên này rồi. Giờ thì chắc anh có thể cắt cái nhỏ ra gặp được xuống luôn. Wow. Cắt dục luôn quý vị ơi. Vậy là con dây này để cuộc cưa nhánh bự này. Thì hồi nãy hai lúa tính đâu là ảnh cuộc ảnh cưa gịch ra chứ, không ngờ là ảnh dùng tay của ảnh, sức mạnh của ảnh để cắt vô ngoài luôn, rất là khỏe. Anh cuộc thì anh đang chặt con dây để cuộc vô. Khó nha quý vị, không khéo nó sẽ ngã vô cái búp sen này nè, đó nó trực tiếp xuống búp sen luôn, nó sẽ ngã rất là khó nha quý vị, xử lý không khéo. Rất tuyệt. Ồ. Quá tuyệt vời quý vị. Thì bây giờ nó đang ngã xuống đó là nó sát gốc quý vị. Cái gốc mình sẽ thả lần lần xuống. Anh cuộc nhánh đó rất là hay. Để kéo gịch cái đoạn này sẽ nghiêng những kia rất là tuyệt vời. Anh đang thả dây xuống cái gì. Giờ anh Tùng qua cái nhánh bên đây cắt nha quý vị. Ở đây nhánh khá là to luôn, rất là bự luôn. Bây giờ mời quý vị sẽ xem anh Tùng sẽ cắt những cái nhánh to này ra sao nhé. Như này thì nó có vàng bóng đèn. Tùng giờ đang cắt mấy nhánh nhỏ xả xuống nha. Wow.
Để xem anh Tùng sẽ cắt mấy nhánh to ra sao nha quý vị. Đây bây giờ anh Tùng đang chuẩn bị đu dây xuống luôn nha quý vị. Rất tuyệt vời. Dạ, từ từ nó lên. Rất tuyệt vời. Giờ anh Tùng sẽ hạ trực tiếp mấy cái nhánh bự luôn nha quý vị. 1, 2, 3, 4 1 nhánh, 2 nhánh, 3 nhánh, 4 nhánh này. Anh hạ xuống luôn. Anh nói là cục dây sẽ hạ xuống nha quý vị. Có thể là cục dây nha quý vị. Nhánh bồ đề này không mấy nhánh hồi đó nó bị khô rất là nhiều nha quý vị. Ồ, anh lo. Oh. Wow, ứng chuẩn luôn. Wow, nhánh này rất to. Ôi, 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 ôi. Gắt quý vị. Đó. Tuyệt vời. Đúng. Thôi, thôi. Nhánh đó khá là to nữa quý vị. Họ nghe. Wow. Ôi. Nhánh đó, nhánh đó mới to, mới dữ quý vị. Không biết anh có hạn luôn nhánh đó không biết. Quẹt chúng, quẹt mấy nhánh kia gãy luôn quý vị. Cái đó là như là cây phượng hay gì á. Bây giờ là anh trèo lên trên nhức mấy nhánh nhỏ luôn nha. Anh hạ trực tiếp xuống luôn nha quý vị ơi. Ồ, rất là gió. Gió mạnh luôn. Wow. Wow. Giờ hơi bị cháy nắng quý vị ạ. Wow. Nhìn nó khá to. Chiêu. Đúng. Anh làm rất lẹ quý vị. Cửa ao 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 xong liền. Rất tuyệt vời. Giờ anh sẽ hạ từ lóng xuống nha quý vị. Biển xuống luôn. Nỉ, đúng.
Wow. Oh, mũ nó chảy ra cái gì quá trời mũ luôn, tum luôn rồi đó. Cái dành trắng đó là mũ á. Bự là gớt nè mấy mấy phê nè quý vị. Rồi anh dứt nguyên một lốc bự luôn rồi, dài luôn. Gió tóc một cua ngược lại không? Gắt rồi đó. Tưng quá trời. Wow. Anh hạ luôn cái này quý vị ơi. Đúng. Ơi 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 ơi.